Xin chào các bạn đã đến với kênh Tin học sao Việt. Trong video hôm nay, mình muốn giới thiệu cho bạn một ứng dụng AI vào thiết kế nội thất cực kỳ đơn giản. Đặc biệt là với những bạn chuyên về thiết kế nội thất thì không nên bỏ qua video này đâu nha. Ứng dụng có tên là Blue Willow. Đây là một công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh, hỗ trợ người dùng tạo logo, đồ họa, hoạt cảnh chân thực. Bạn chỉ cần nhập yêu cầu và hệ thống sẽ dựa vào những yêu cầu đó của bạn để tạo ra những hình ảnh phù hợp và đẹp mắt. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn 4 bức hình nội thất được tạo ra từ AI để cho các bạn thấy được là kết quả sau khi sử dụng ứng dụng AI này vào trong thiết kế nội thất thì nó sẽ như thế nào. Ok, với 4 bức ảnh này thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh nội thất cực kỳ là rõ ràng và rất là chân thực đúng không nào? Và ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu các bước để tạo ra hình ảnh nội thất từ con chat này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào Google giúp mình. Ở đây thì mình sẽ chọn một trong những tài khoản Google để hiển thị nhé. Rồi, tại giao diện Google thì các bạn sẽ gõ cho mình một từ khóa tìm kiếm đó là ứng dụng Blue Willow. Rồi các bạn sẽ nhấn Enter. Tại đây thì các bạn sẽ chọn cho mình trang web đầu tiên nha. Trang web Blue Willow này. Các bạn sẽ tích chọn vào. Sẽ hiển thị ra cho các bạn giao diện của ứng dụng AI Blue Willow. Tại đây thì các bạn sẽ để ý cho mình ở phía trên bên phải nha. Đó thì sẽ có hai tính năng. Đó là Discord và Try Now for Free. Thì hai tính năng này sẽ giúp cho các bạn có thể truy cập và sử dụng ứng dụng AI này một cách dễ dàng và có thể tạo ra hình ảnh theo như yêu cầu của các bạn. Đối với tính năng Discord này, dành cho những bạn nào mà đã thành thạo và quen cái ứng dụng Discord này rồi. Và đặc biệt hơn là tính năng này sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng và truy cập ứng dụng AI một cách miễn phí. Còn đối với cái tính năng Try Now for Free này thì đây là tính năng giúp cho các bạn có thể truy cập nhanh và sử dụng cái ứng dụng Blue Willow. Nhưng nó chỉ giới hạn cho các bạn một số lượt truy cập cụ thể vào sử dụng cái ứng dụng Blue Willow này. Ok, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái tính năng này nha. Đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào tính năng Discord trước nha. Ok, tại đây thì các bạn sẽ chọn Access Invite nha. Rồi, trước khi mà các bạn bấm vào Access Invite này thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào ứng dụng Discord mà các bạn đã tải về máy rồi nha. Thì ở đây nếu bạn nào mà chưa có tải phần mềm Discord về máy thì các bạn có thể lên YouTube hoặc Google. Sau đó các bạn sẽ xem hướng dẫn để có thể tải và sử dụng cái phần mềm Discord về máy tính nha. Đó. Thì đây là giao diện Discord ở trên máy tính của mình. Tại đây thì các bạn sẽ truy cập lại nha, tính năng Discord ở phía trên trang web này. Đó. Tại đây thì các bạn sẽ chọn vào Continue to Discord. Ở đây thì những bạn nào đã có tài khoản Discord rồi thì các bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản đó nha. Còn những bạn nào mà lần đầu vừa mới đăng ký thì các bạn sẽ chọn cho mình là Register nha. Ok, ở đây thì mình đã có tài khoản Discord rồi thì mình sẽ đăng nhập vào. Còn không các bạn chọn Register này. Rồi ok, vậy là mình đã truy cập thành công vào giao diện Discord ở trên trang web này rồi nha. Rồi ok. Sau khi mà các bạn đã truy cập vào thành công rồi thì các bạn sẽ thấy là ở giao diện bên tay trái sẽ có cái biểu tượng Blue Willow như thế này nha. Các bạn sẽ thích chọn vào. Thì đây là giao diện của ứng dụng Blue Willow nha. Trong Discord. Ở đây thì mới là trang chủ của Blue Willow AI thôi. Để các bạn có thể xem chi tiết các hoạt động ở trong cái ứng dụng AI này thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình nha. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở cái mục là Rookie này thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều. Các bạn sẽ tích chọn vào mỗi cái phòng. Ok, thì sẽ có rất nhiều cái tin nhắn yêu cầu từ người dùng.
Đặc điểm của những phòng chat này thì nó sẽ bao gồm rất nhiều người trong này và sẽ trao đổi với công cụ AI. Và khi công cụ AI nhận được cái yêu cầu từ mọi người thì sẽ đưa ra hàng loạt được các cảnh vật liên quan, ví dụ như thế này nha. Ok, để có thể truy cập vào hình ảnh rõ hơn thì các bạn chỉ cần click chuột vào hình ảnh đó một lần nha, thì nó sẽ ra hình ảnh rõ cho các bạn. Ok, và giờ mình sẽ thử yêu cầu với con chat này để tạo ra những hình ảnh mà mình mong muốn nha. Ở đây thì các bạn cần chuẩn bị sẵn cho mình nội dung miêu tả sẵn nha, đó, để cho chat GPT hiểu và sẽ tạo ra cho các bạn những hình ảnh nội thất mà các bạn mong muốn. Bằng cách ở dưới cái ô đoạn chat này thì các bạn sẽ gõ cho mình là sẹt, sau đó gõ cho mình là email. Đây đây là tính năng để cho các bạn có thể đưa cái yêu cầu của các bạn. Và lưu ý là mô tả nội dung của các bạn thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình là bằng tiếng Anh nha. Đó, đối với những bạn nào mà rành tiếng Anh thì các bạn có thể gõ trực tiếp lên đây luôn. Còn những bạn nào mà chưa rành tiếng Anh và cũng không biết miêu tả sao để cho ChatGPT hiểu á thì các bạn có thể lên cho mình ChatGPT nha. Đó, các bạn có thể lên cho mình ChatGPT. Ở đây thì các bạn sẽ gõ cho mình cái yêu cầu mô tả nha. Ví dụ giờ mình sẽ gõ là miêu tả một căn phòng ngủ theo phong cách hiện đại. Và tông màu trắng. Ok. Và các bạn cũng không quên là kèm theo dòng chữ là bằng tiếng Anh nha. Bằng tiếng Anh. Rồi. Sau đó các bạn sẽ nhấn Enter. Thì nó sẽ miêu tả cho các bạn một căn phòng ngủ theo phong cách hiện đại và tông màu trắng bằng tiếng Anh như thế này nha. Và các bạn sẽ chờ cho nó viết xong. Rồi, sau khi nó viết xong rồi thì các bạn chỉ cần bôi đen để copy cái đoạn nội dung mà con chat đưa ra nha. Đó. Và sau đó các bạn sẽ nhấn chuột phải này, chọn copy nha. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ truy cập vào Discord. Tại đây thì các bạn sẽ dán nội dung mà các bạn vừa mới copy ở bên ChatGPT nha. Đó. Bằng cách nhấn chuột phải này, chọn paste. Đó. Thì đây là nội dung mà mình đã copy từ ChatGPT. Sau đó các bạn sẽ nhấn Enter nha. Thì các bạn sẽ thấy là cái yêu cầu của các bạn đã được tải lên đoạn chat này nha. Rồi các bạn sẽ đợi vài giây để cho con chat sẽ nhận yêu cầu của các bạn và sẽ tạo ra hình ảnh theo yêu cầu đó nha. Ok, thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở trong đoạn chat này thì con chat nó trả lời rất nhiều người, vì vậy mà nhiều lúc các bạn sẽ phải đợi khá là lâu để con chat sẽ trả lời đến lượt của bạn. Đó, thì có thể phân biệt được cái tin nhắn mà con chat này trả lời cho bạn. Đó là các bạn sẽ để ý sau mỗi câu trả lời bằng tiếng Anh này thì các bạn sẽ thấy là một cái tên ở đằng sau này, kèm theo A còng ở phía trước, thì cái này là tên của các bạn nha. Đó. Tên của các bạn thì các bạn sẽ thấy là nếu mà nó trùng với cái tên tài khoản của mình thì đó là câu trả lời ChatGPT trả lời cho câu hỏi của bạn nha. Ok, thì ở đây các bạn sẽ kéo lên này, di chuyển đến đúng cái câu trả lời của ChatGPT trả lời cho mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị ra cho các bạn bốn phòng ngủ được thiết kế theo phong cách khác nhau nha. Phong cách khác nhau và đúng như miêu tả của mình đó là mang phong cách hiện đại và tông màu trắng nha. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra nhiều cái không gian khác nhau trong phòng ngủ. Các bạn sẽ lưu ý là ở bên dưới này nó sẽ có hai dòng, đó là U1 đến U4 và ở bên dưới dòng 2 là V1 đến V4. Thì giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Đối với dòng đầu tiên đó là U1 đến U4 này. Đây là dòng sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn để hiển thị kích thước
tăng lên của mỗi hình ảnh. Ví dụ giờ mình muốn phóng to hình ảnh thứ ba đi thì các bạn sẽ chọn cho mình là U3 nha. Đó, U3. Rồi các bạn sẽ kéo xuống để cho chat sẽ hiển thị hình ảnh U3, tức là hình ảnh thứ ba ấy. Mình sẽ kéo xuống này. Đây thì các bạn sẽ thấy là tên Phan Anh này nha. Đó thì đây là đang trả lời cái yêu cầu của mình, thì sẽ hiển thị ra cái không gian phòng thứ ba này theo cái kích thước là to hơn cái kích thước ban đầu nha. To hơn cái kích thước ban đầu hiển thị. Để chọn vào các bạn sẽ tích chuột vào cái hình ảnh thứ ba này nha, thì nó sẽ hiển thị ra chứa mỗi cái hình ba này thôi. Hoặc nếu các bạn muốn mở trong trình duyệt thì các bạn sẽ tích chọn vào cái dòng chữ là mở trong trình duyệt nha. Đó thì nó sẽ hiển thị ra cái hình ảnh thứ ba này ở ở trong tab mới trong trình duyệt của các bạn. Ok, tiếp theo mình kéo lên này. Đó thì các bạn sẽ thấy là dòng thứ hai là V1 đến V4 á, nó sẽ khác với U1 đến U4 nha. Cái dòng thứ hai V1 đến V4 này, đối với dòng này thì nó sẽ thay đổi biến thể của căn phòng nha. Các bạn muốn thay đổi biến thể của hình nào đó thì các bạn sẽ chọn vào số thứ tự của hình đó nha. Ví dụ giờ mình muốn thay đổi biến thể của hình 1 này ra nhiều biến thể khác thì các bạn sẽ chọn vào V1 nha. Chọn vào V1. Rồi các bạn sẽ kéo xuống nha. Rồi đây là hình 3 này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống để xem hình của mình. Rồi, ok, thì đây là hình 1 của mình nha. Ứng dụng AI này sẽ tạo ra nhiều biến thể, tức là nhiều không gian khác nhau từ cái hình 1 này. Rồi các bạn sẽ tích chọn vào này thì các bạn sẽ thấy là ở hình 1 này thì nó sẽ dựa vào cái hình 1 trước đó, nó sẽ tạo ra nhiều biến thể không gian cũng tương tự như hình 1 trước nha. Trong trường hợp mà các bạn muốn tạo ra một cái phòng Zoom riêng của mình với con chat thôi á, không muốn hiển thị tin nhắn của nhiều người, bởi vì nhiều lúc các bạn phải đợi khá là lâu để con chat có thể trả lời lần lượt theo thứ tự rồi mới tới lượt của mình á. Trong trường hợp đó các bạn muốn tạo ra một cái phòng room dành riêng cho các bạn và mỗi con chat đó thôi thì các bạn sẽ tạo ra một cái phòng riêng nha, bằng cách các bạn sẽ tích chọn cho mình vào biểu tượng dấu cộng ở bên dưới này nha, biểu tượng thêm vào máy chủ này. Các bạn sẽ tích chọn vào. Tại đây các bạn sẽ chọn vào tạo mẫu riêng nha. Tạo mẫu riêng. Đây mình sẽ tích chọn vào dành cho tôi và bạn bè tôi nha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ đặt tên máy chủ nha. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt tên là server. Đó, ví dụ mình đặt tên vậy đi, rồi mình nhấn tạo. Ok thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái phòng room dành cho bạn, và giờ nhiệm vụ của các bạn đó là sẽ đưa con chat Blue Willow này vào trong cái phòng room này bằng cách các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng Blue Willow nha. Đó các bạn sẽ tích chọn vào. Tại đây thì các bạn sẽ di chuyển sang bên phải này, các bạn sẽ chọn vào hiện danh sách thành viên nha. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái biểu tượng Blue Willow ở giao diện bên phải nha. Đó. Rồi, các bạn sẽ tích chọn cho mình vào mục thêm vào máy chủ nha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn vào cái tên máy chủ mà mình đã đặt trước đó nha. Đó, đó là server disk. Đó, máy chủ mình vừa mới đặt. Rồi, các bạn sẽ nhấn OK, tiếp tục này. Rồi, tích chọn vào phê duyệt nha. Đó, và bấm xác nhận. Rồi, ở đây mình sẽ thực hiện các thao tác xác nhận trước nha. Rồi, sau khi đã thành công rồi thì các bạn sẽ tích vào tới server disk, tức là tới cái phòng mà mình đã tạo trước đó này. Thì ở đây các bạn thấy là ứng dụng AI này hiển thị ở giao diện bên phải như thế này là ok rồi nha. Ok, vậy là mình đã đưa được ứng dụng Blue Willow này vào trong cái phòng room riêng rồi. Và giờ các bạn tự do thoải mái có thể đưa ra những yêu cầu nội dung mà không lo người khác nhìn thấy hoặc là
tốn thời gian để chờ đợi ứng dụng AI này trả lời cho mình nha. Rồi, giờ mình sẽ yêu cầu là tạo ra một không gian khác. Đã, thì các bạn sẽ gõ vẫn tiếp tục cú pháp là search image. Sau đó các bạn sẽ gõ nội dung yêu cầu nha. Thì ở đây đối với những bạn nào mà chưa biết nên ghi yêu cầu nào sao cho chi tiết để cho ứng dụng AI này hiểu á, thì các bạn có thể lên chat tiếp nha. Và các bạn sẽ gõ cho mình miêu tả căn phòng học tại trường với phong cách cổ điển. Bằng tiếng Anh. Rồi, các bạn sẽ nhấn Enter nha. Đó. Sau đó ChatGPT sẽ đưa một loạt nội dung miêu tả về cái căn phòng học tại trường nha, với phong cách cổ điển bằng tiếng Anh. Rồi, các bạn sẽ đợi sau khi mà ChatGPT đã dừng rồi thì các bạn sẽ copy nội dung mà ChatGPT đã đưa ra nha. Rồi, nhấn Ctrl C để copy. Hoặc các bạn có thể nhấn chuột phải và chọn copy nha. Rồi tại đây mình sẽ quay lại cái giao diện disk. Rồi mình sẽ dán ở trong cái hộp thoại nội dung này. Đó. Sau đó mình sẽ nhấn enter nha. Đó. Thì các bạn sẽ đợi vài giây để cho con chat thu thập cái yêu cầu của các bạn. Sau đó sẽ đưa ra hình ảnh cho các bạn nha. Thì ở đây nó sẽ đưa ra cho các bạn là bốn hình lớp học theo phong cách cổ điển nha. Rồi, ok, các bạn sẽ tích chọn vào để xem chi tiết bốn hình nha. Ok, thì ở đây nó có hiển thị ra cho các bạn là hai dòng U1 đến U4 và V1 đến V4. Thì đối với U1 đến U4 này giúp cho các bạn có thể thay đổi kích thước nha. Thay đổi kích thước. Ví dụ các bạn muốn thay đổi kích thước ở hình 2 đi thì các bạn sẽ chọn U2 nha. Chọn U2. Thì nó sẽ tự động hiển thị ra hình ảnh thứ hai với kích thước nó sẽ tăng lên. Rồi, tiếp theo là hình số 4 đi. Đó, mình sẽ chọn vào hình U4 này. Đó, tức là hình số 4. Đó, thì nó sẽ tăng kích thước lên này. Rồi, hoặc tương tự như vậy các bạn có thể tăng kích thước cho hình 1 và hình 3 nha. Rồi, ở bên dưới này là giúp cho các bạn có thể thay đổi biến thể nha của từng hình. Ví dụ giờ mình sẽ dựa vào hình 4 mà mình sẽ tạo ra nhiều biến thể không gian khác thì các bạn sẽ chọn vào V4 nha và xem những không gian biến thể từ cái hình 4 như thế nào nha. Rồi, các bạn sẽ đợi vài giây nha. Ok thì nó sẽ ra cho các bạn là bốn không gian biến thể được lấy từ cái hình số 4 ở phía trên này. Đó, lấy hình số 4 ở phía trên thì nó sẽ tạo ra một bốn cái không gian biến thể khác nhau nha. Đó. Ok. Nó cũng tương tự như hình số 4 ở phía trước nhưng mà nó sẽ đưa ra nhiều cái không gian khác nhau, đó, nhiều cái không gian khác nhau. Ví dụ nó các bạn sẽ thấy là khác nhau về đèn ở phía trên này, rồi bàn ghế này nó cũng khác nhau. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách sử dụng ứng dụng AI này vào trong tính năng Discord rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là ở trong tính năng Try Now for Free này. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google nha. Hoặc các bạn có thể chọn phương thức khác để đăng nhập nha. Rồi, tại đây thì nó sẽ hiển thị giao diện như thế này. Ok, sau khi vào được cái giao diện này rồi, tương tự các bạn sẽ thực hiện giống như trong Discord nha. Ở mục Model này, đó, sẽ chứa rất nhiều cái phiên bản nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng lần lượt phiên bản để cho các bạn thấy nha. Ok, ở đây thì mình sẽ copy những cái yêu cầu mô tả mà mình đã sử dụng ở trong Discord. Đó, thì mình sẽ copy vào cái mục của Chrome này. Đó. Ok. Sau khi làm xong rồi thì các bạn sẽ chọn vào Generate Image. Thì các bạn sẽ đợi vài giây nha để cho hình ảnh sẽ xử lý yêu cầu của các bạn và tạo ra hình ảnh theo yêu cầu. Ok, thì nó sẽ
tạo ra cho các bạn hình ảnh phòng ngủ nha. Đó, thì ở đây theo yêu cầu của mình đó là hình ảnh phòng ngủ theo phong cách hiện đại và tông màu trắng nha. Đó thì nó sẽ hiển thị ra hình ảnh phòng ngủ và mang phong cách là hiện đại và tông màu trắng như thế này nha. Điểm khác biệt giữa tính năng này với tính năng Discord là nó chỉ hiển thị mỗi một ảnh thôi, còn trong Discord là nó sẽ hiển thị 4 ảnh trong một lần luôn nha. Ok, giờ mình sẽ hiển thị lần lượt từng cái phiên bản nha. Trong cái hình đầu tiên này thì nó sẽ sử dụng cái phiên bản V4 này. Thì giờ mình sẽ tích chọn vào V3 này. Rồi mình sẽ nhấn Generate Image. Ok, thì nó sẽ đưa ra cho các bạn một cái hình khác theo không gian khác nha. Tương tự như vậy, mình sẽ chọn các phiên bản bên dưới này nha. Các bạn sẽ thử lần lượt từng phiên bản để xem những phiên bản nào phù hợp với cái yêu cầu của mình thì các bạn có thể sử dụng nha. Rồi, được, phiên bản này không có được. Rồi, giờ mình giả sử mình muốn là miêu tả không gian nhà bếp theo phong cách hiện đại và tông màu sáng. Rồi các bạn nhấn Enter. Ok, ở đây thì mình quên nói là viết bằng tiếng Anh nha. Mình sẽ ghi là viết bằng tiếng Anh. Rồi, các bạn sẽ đợi để cho ChatGPT ghi xong nha. Rồi, sau khi ChatGPT ghi xong rồi thì các bạn sẽ copy cái nội dung. Rồi, các bạn nhấn Ctrl C và qua đây các bạn sẽ dán vào đây nha. Ok, mình sẽ thay đổi phiên bản này. Rồi các bạn sẽ đợi vài giây nha. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là giao diện không gian nhà bếp này, nó mang theo phong cách hiện đại nha và tông màu sáng. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng ứng dụng AI vào ngành thiết kế nội thất. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.